Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế kỷ 22. Việt Nam chúng ta rừng vàng, biển bạc, đồng xanh. Và bên dưới màu xanh của bờ biển hình chữ S luôn chứa đựng những điều bí ẩn, thậm chí có thể đưa các bạn đi từ sóc đến sóc. Những hiện tượng các sinh vật có xúc tua, những con thủy quái có 102 và thậm chí là những con tàu cổ vật chứa đựng đầy kho báu. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với Xu Hương khám phá ngay và luôn nha. Bí ẩn xuất hiện ở biển Việt Nam. Số 1. Sinh vật bí ẩn tại bờ biển Việt Nam. Đoạn video được The Sun đăng tải cho thấy loài sinh vật có màu nâu và sở hữu hàng chục nhánh xúc tua, mỗi nhánh lại phân ra nhiều xúc tua nhỏ, uốn lượn theo nhiều hướng khác nhau. Một hướng dẫn viên du lịch đã phát hiện ra loài sinh vật này. Tuy nhiên ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là một loài tảo bẹ nên đưa cho các cư dân địa phương kiểm tra. Tôi không biết nó là động vật, thực vật hay là thứ gì khác, hướng dẫn viên nói. Sau khi xem xét kỹ càng, ngay cả những ngư dân quanh năm sống với biển cả cũng cảm thấy bối rối trước loài sinh vật này. Loài sinh vật sau đó được cư dân thả về đại dương, dù họ vẫn chưa biết thực chất nó thuộc loài nào. Nó là một con quái vật, một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại và lớn hơn gấp 10 lần hiện tại, một người dân nhận định. Số 2. Bí ẩn về những con tàu bị đắm tại Việt Nam. Khai quật từ 5 con tàu đắm cổ đã đem lại cho bảo tàng những tài liệu hiện vật vô giá, mở ra một hướng đi mới cho khảo cổ học nước nhà. Khoảng hơn 800.000 cổ vật, một con số không nhỏ bổ sung vào kho tàng cổ vật Việt Nam. Những hiện vật khai quật từ những con tàu đắm ở đáy đại dương chủ yếu là gốm sứ. Ngoài ra, còn một lượng lớn rất ít ỏi là đồ dùng của thủy thủ đoàn, bao gồm đồ kim loại như là đèn và chao đèn bằng đồng, tiền đồng, hộp đồng, chậu đồng. Những đồ sứ trong sưu tầm hiện vật đắm tàu với nhiều thể loại, nhưng nhiều nhất là đĩa. Sưu tầm đĩa sứ Hoa Lam chiếm tỷ lệ lớn trong các con tàu cổ, nhất là tàu cổ Cà Mau, tàu cổ Cù Lao Chàm. Đĩa có nhiều kích cỡ, kiểu dáng, hình thù như miệng tròn, miệng loa, thành phát, hình bát giác, hình thoi, hình lục giác, miệng bè, viền hình cánh hoa. Có nhiều đĩa đường kính từ 35cm đến 39cm. Hoa văn trang trí cũng rất phong phú, đa dạng. Bên cạnh những đĩa sứ Hoa Lam là những đĩa men ngọc. Đây là loại men hiếm, vì vậy số lượng không nhiều. Đĩa có miệng bé, viền hình hoa, hình răng hay hoa văn sóng biển. Bát gốm sứ trục vớt từ các con tàu đắm tương đối nhiều. Cũng tương tự như đĩa, bát gốm sứ có nhiều hình dáng, kích cỡ và bao gồm bát Hoa Lam. Trong kho báu trục vớt từ con đường tơ lụa trên biển, còn tìm được nhiều lọ gốm Hoa Lam vẽ dây nho trong mô hình hoa hải đường. Sưu tập hiện vật từ các con tàu đắm trên biển Việt Nam có hàng trăm ngàn hiện vật. Những mô tả sơ bộ trên phần nào giúp cho hình dung sự phong phú đa dạng về loại hình và chủng loại. Hoa văn trang trí trên các hiện vật muôn màu muôn vẻ và sống động tinh tế. Đề tài trang trí bao gồm con người theo lối tả thực, nhiều đề tài theo tích truyện cổ. Nhiều hơn cả là đề tài phong cảnh sơn thủy Tùng Đình và đề tài hoa lá. Số 3. Bí ẩn con tàu không có người trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình. Ngày 28 tháng 4 năm 2020, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để xác định nguồn gốc của một con tàu bí ẩn trôi dạt vào bờ biển của xã. Theo ông Hiến, con tàu trên nghi ngờ là của Trung Quốc vì trên thân tàu có số hiệu và chữ của Trung Quốc. Trước đó, người dân phát hiện con tàu trôi dạt vào bờ biển thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Theo quan sát, con tàu được sơn màu xanh lá cây, phía trên và giữa thân tàu sơn hai vạch chỉ màu đỏ. Trên tàu có dòng chữ Trung Quốc và dãy số 21039. Thời điểm phát hiện, trên con tàu không có người mà chỉ có lưới và ngư cụ, nên bà con nghi ngờ đây là tàu đánh cá. Số 4. Bí ẩn quái vật biển khổng lồ. Ngoài những bí ẩn xảy ra tại Việt Nam, thì trên thế giới cũng tồn tại những bí ẩn không kém. Hình ảnh sinh vật hình người đã được các nhà khoa học chụp được ở Nam Cực, đã tạo ra một làn sóng dư luận khủng khiếp về đoạn video này. Hơn một thập kỷ trước, một nhà khoa học người Nhật đã chia sẻ về một con quái vật do chính mắt ông nhìn thấy. Ông cho biết bản thân đã nhìn thấy một sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Nó có màu trắng dài đến 30m, mang thân hình của một loài cá nhưng có hai tay giống như người. Dù chỉ kịp quan sát trong khoảnh khắc,
Nhưng sau đó, ông vẫn đưa câu chuyện ra thảo luận cùng với các nhà khoa học khác. Tất nhiên, mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Nhưng thái độ của tất cả đã thay đổi kể từ khi một đoạn video clip kỳ lạ xuất hiện, trong đó ghi lại một sinh vật biển khổng lồ có hình dạng rất bí ẩn mà không ai giải thích được. Trong nhiều năm, tin đồn bắt đầu lan tỏa về một quái vật bí ẩn chưa từng được biết đến, đang luẩn quất đâu đó trong vùng nước băng giá tại Nam Cực. Người Nhật gọi đó là Ningen, dựa theo mô phỏng về một con quái vật có hình người trong truyền thuyết của quốc gia này. Vậy rốt cục, sự thật về con quái vật này là gì? Trong lời đồn, Ningen là một con quái vật được cho là đã tồn tại cùng với thời đó với voi ma mút, nhưng vượt qua được sự khắc nghiệt của thiên nhiên và bàn tay của con người để tồn tại đến tận ngày hôm nay. Nhưng hơn cả, những câu chuyện hư cấu đã có nhiều trường hợp cho rằng đã trông thấy Ningen. Đầu tiên là một ngư dân người Nhật vào năm 1990, cho rằng ông đã trông thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng và có hình giống như con người trên biển Thái Bình Dương. Theo như những người chứng kiến, con quái vật này có tay, chân, thậm chí là bàn tay của nó có 5 ngón. Ngoài ra, đuôi của nó rất lớn, giống như cá voi vậy. Nhưng đó có thể là một con cá lớn phải không? Mọi chuyện có thể tiếp diễn theo hướng như thế nếu như không có thêm một vài trường hợp tuyên bố đã nhìn thấy Ningen. Như trong báo cáo của một đoàn thám hiểm tại khu vực gần Nam Cực, họ trông thấy vật thể lạ ở phía xa. Lúc đầu, đoàn thuyền cho rằng đó có thể là một con tàu ngầm, nhưng khi lại gần quan sát thì không phải. Vậy họ tưởng là tàu ngầm, hóa ra lại là một sinh vật khổng lồ, và gần như ngay lập tức nó lặn sâu xuống làn nước lạnh giá của Nam Cực. Một số báo cáo khác cho biết Ningen xuất hiện ở cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ngoài ra, có thông tin chỉ ra rằng Ningen là loài vật sống về đêm, lại chọn các khu vực nước sâu, lạnh để sinh sống. Cũng vì vậy mà bí ẩn về Ningen ngày càng khó kiểm chứng. Vì việc theo sát một sinh vật biển sống về đêm là chuyện rất khó khăn. Nếu đó là những gì bạn đang thắc mắc, thì xin chia buồn, câu hỏi ấy chưa có đáp án rõ ràng. Ningen hiện vẫn đang là một trong những sinh vật bí ẩn mà khoa học chưa xác định được. Tuy nhiên, khoa học vẫn đang đánh giá Ningen vào dạng thần thoại thời hiện đại. Các thông tin về quái vật này chủ yếu xuất hiện trong các forum trên mạng, nơi mọi người thỏa sức chia sẻ những câu chuyện chưa cần đến sự kiểm chứng. Hơn nữa, một số quái vật đại dương như là Kraken đã được lý giải, nên khả năng Ningen tồn tại là rất cao. Bên cạnh đó, khoa học cũng đặt ra một vài giả thuyết về sinh vật bí ẩn này. Nổi bật nhất là giả thuyết cho rằng Ningen là một con cá đuối khổng lồ, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để tạo tiếng vang cho những người giàu tưởng tượng. Ngoài ra, ở trường hợp của vị giáo sư người Nhật, có thể nó đã ngụy trang cùng một số tảng băng trôi, khiến ông này nhầm lẫn. Tuy nhiên, nếu chỉ là cá đuối thì thật khó giải thích vì sao đến tận bây giờ bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Nhưng dù sao, đáy biển vẫn là một bí ẩn đối với con người. Trải qua hàng ngàn năm, chúng ta chỉ mới khám phá được chưa đầy 5% bí ẩn dưới đại dương. Thế nên biết đâu đấy, Ningen có thật và đang lẩn quẩn đâu đó thì sao? Còn bạn nghĩ Ningen là gì? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nha! Wow, sau khi điểm qua những bí ẩn kỳ lạ trên bờ biển Việt Nam, bạn cảm thấy tự hào và ấn tượng với phát hiện nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha! Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!